Kia Morning đời 2010 với phiên bản số tự động nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng, thưa bác, thì nhập khẩu nguyên chiếc là một cái dòng xe mà nó khá là chắc chắn, bền bỉ cũng như là tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là về tất cả cái chất liệu như là khung sườn rồi đồ đạc của nó rất là bền lành luôn các bác nha. Thì ngày hôm nay thì em giới thiệu cho các bác một chiếc xe Kia Morning màu vàng, đây được gọi là màu vàng chanh. Bác thì đây là một chiếc xe khá là đẹp, đời 2010 phiên bản số tự động, biển xe Hà Nội, xe tư nhân chính chủ. Vâng các bác, thì cái mẫu xe này là mẫu xe nhỏ gọn, bền bỉ, tiết kiệm, và bên em đang chào bán cho các bác chiếc này với giá là 238 triệu đồng. Các bác nhé, 238 triệu đồng cho một chiếc xe nó khá đẹp như thế này. Và cái xe này thì sẽ phù hợp cho các giới lữ nhiều hơn các bác ạ. Các bác nào mà đang có nhu cầu mua xe này về tặng vợ này, tặng con gái, tặng người yêu đấy, đặc biệt là tặng bồ thì tuyệt vời luôn. Đấy, với chiếc xe mà 2010 đẹp như thế này nhá, về sơn si thì các bác nhìn là bóng như soi gương luôn. Xe chất lượng đẹp và tất cả bao zin. Con này là bao zin cho bác luôn nhé, không có đâm đụng lỗi lầm gì. Xe thì chất lượng đã ổn định cho các bác luôn ạ. Tất cả con này là đẹp nhé, xe được trang bị la răng đúc này. La răng đúc theo xe cũng như là lốp thì còn dày, đặc biệt là gầm vệ thì không biết ham mọt là gì nhé. Các bác ạ, sơn màu vàng chanh. Màu vàng này rất là hợp với những chị em phụ nữ. Rồi giờ nội thất này. Nội thất bên trong thì dòng này là xe keo chỉ bao zin, sẽ không đâm đụng va chạm nhé, em cam kết cho bác luôn là không đâm đụng va chạm gì. Gương kính chỉnh điện đầy đủ, chưa? Vô lăng túi khí này, vô lăng túi khí nhé. Xe này thì ghế da vẫn là ghế da zin theo xe, chưa hề mất ghế da zin luôn, ghế da zin theo xe nhé. Tắp vi tắp lô đẹp, trần thì được bọc trần 3D đẹp rồi này. Vâng thưa bác, thì với cái dòng xe này á, bọc trần 3D để cho nó mát thôi. Nha, số tự động, điều hòa tự động. Cái màn hình này, đây là cái đài, đài vẫn đài nguyên cho xe này. Và xe sẽ được trang bị thêm cả hai cái nút sấy ghế hai bên nhé các bác này. Sấy ghế hai bên này có nghe gọi này. Rồi đây là đèn nút đèn gầm, còn đây là nút mà cảnh báo nguy hiểm. Đấy thì rất nhiều những cái chức năng luôn. Con này đặc biệt thì nó rất là lành, tiết kiệm, máy 1.0 ăn rất ít nhiên liệu nhé. Chạy trên đường thì cực kỳ là ngon lành luôn. Đây ạ, xe trang bị, đây là xe đời 2010 các bác nhé. Đấy, sản xuất 2010 kìa. Tem mác còn nguyên zin, xe thì không đâm đụng lỗi lầm gì. Tất cả ngon lành cho các bác nhé. Khoang ghế con này thì còn khá là đẹp, rộng. Cũng như là dòng xe này thì là dòng xe bền bỉ. Và xe tư nhân từ đầu, không chạy dịch vụ taxi, cho nên là rất là đẹp. Các bác có thể đến xem trực tiếp tại Lam Sách Hải Dương nhé. Vâng thưa các bác, thì dòng xe nhỏ gọn, tiện lợi mà đâu đó chỉ hơn 200 triệu một chút thôi. Chúng ta có thể mua được một chiếc xe đẹp như thế này, biển 30. Các bác làm ở trên khu vực Hà Nội, nội thành thì có thể mua xe về không cần phải sang tên đổi chủ. Nó rất tiện lợi cho chúng ta, và kể cả các bác có sang tên chăng nữa thì nó cũng tiện lợi. Cùng biển thủ đô thì rất là dễ ấy luôn. Đặc biệt thì không có bị đâm đụng va chạm nhé. Mắt đèn còn nguyên zin. Em sẽ cho các bác xem về cái phần cốp dự phòng, lốp dự phòng bên dưới này. Lốp dự phòng thì vẫn là nguyên theo xe này, thì xe đã được bọc thêm một bộ, một cái lớp thiếc chống ồn các bác ạ. Bọc thêm lớp thiếc chống ồn thì nó sẽ rất là ok, ổn định luôn, không bị ồn, cũng như là xe nó chạy cực kỳ là chắc chắn. Đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc bản SLX nhá. Đấy, với cái dòng xe này thì cực kỳ là ngon lành, máy móc gầm vệ sơn si nội ngoại thất rất là ok luôn. Chúng ta có thể xem là đây này, đây là những cái la răng, cái la răng hoa mai này ấy, là một cái la răng mà nguyên bản theo xe, nó tạo lên cho một cái xe đi nó rất là đẹp và sạch sẽ nhé. Đặc biệt thì bên trong nó không bị han mọt gì, rất là ok luôn nhé, không han mọt gì. Từ cái tay lắm mạ chrome này, rồi viền chân kính nhé, viền chân kính được bọc thêm một lốp cho nên là cũng rất là đẹp và sáng sủa. Như là táp ly này, táp ly các bác thấy không? Táp ly thì nó rất là đẹp, tất cả nó vân vân này, nó chưa hề bị mòn với gì. Đây là chiếc xe mà còn nguyên zin, hoặc là như cái lỉ này, đấy, cái lỉ ở cánh này cũng nguyên zin này. Dòng này thì không bao giờ ai chạy taxi cả, thì xe khi mới mua nó rất là đắt. Ghế vẫn là do ghế zin nhé, ghế nguyên theo xe từ 2010 đến bây giờ ghế vẫn là zin và ghế rất là cứng, được chưa? Chạy ít cho nên là còn nguyên. Đấy các bác ạ, thì một chiếc xe đẹp như thế này, các bác mua về cũng rất là ok. Bác nào mà đang có nhu cầu mua chiếc này alo trực tiếp cho em Xuân Hùng nhé,
số điện thoại em ghi ngay trên tiêu đề rồi. Keo chỉ nguyên zin này. Đấy, rồi thì tất cả táp đi táp luôn. Từ có tay nắm ở chrome nữa đều cũng nguyên hết này. Đúng nhá. Rồi đây, như táp lô đây, táp lô được cũng rất là sạch và đẹp. Tất cả các gai vân này nó còn nguyên hết này. Đúng rồi. Gai vân còn nguyên hết. Ghế thì rất là cứng, vì là ghế là cái zin của xe còn rất là cứng. Đúng nhỉ? Đấy, điều hòa được trang bị điều hòa tự động này. Con này thì đã độ lên đề lồ phím bấm, chứ nguyên bản của nó thì chưa có, nhưng độ lên đề lồ phím bấm. À, riêng cái độ là đồ này phím bấm này thì đã mất tầm 5 6 triệu rồi. Đấy coi. Số tự động điều hòa tự động nhé, có đề lồ phím bấm này. Rất tiện lợi cho chúng ta. Đề lồ phím bấm này rất là nhạy luôn, chỉ cần ấn một nút thôi là lồ rồi. Đấy, la răng đúc này. La răng đúc rất đẹp nhé. Với cái la răng hoa mai này thì cho tạo cho cái xe nó vừa cứng cáp vừa vừa đẹp. Vâng ạ. Đăng kiểm con này thì đến tháng 4. Vâng ạ. Tháng 4 2023 rất là dài. Thì gọi xi nhan được tích hợp trên gương. Và mắt đèn con này thì rất sáng nhé. Con này thì đã có dán cái giấy mà gọi là đi qua trạm không dừng như này các bác nhé. Nếu các bác là mua thì chỉ còn nộp tiền là đi thôi. Được chưa? Đèn gầm mắt xoài đầy đủ này. Vâng, một chiếc xe biển Hà Nội thì nó khá đẹp. Và bây giờ thì em sẽ nổ máy và cho các bác xem về phần máy nhé. Đấy, một chiếc xe các bác thấy nhìn không? Nó rất là luột là luôn. Để nó vào độ luột là con này thì cực kỳ là ngon. Thì tiền nào của đấy các bác nhé. Đời 2010. Và em đang chào bán cho các bác với giá là 238 triệu đồng. Các bác ơi, alo cho em Xuân Hùng đi. Thì sẽ có giá ưu đãi nhất cho các bác, cho tất cả luôn. Đây này, để lỗ phim bấm thì các bác. Bây giờ em chỉ cần đạp chân phanh thôi nhé. Đấy, đạp chân phanh và ấn một nút là lỗ thôi. Đó, nó rất là đơn giản như vậy. Thì chúng ta đi lại cũng rất là tiện. 2010 mà một chiếc xe đã đầy đủ tất cả tính năng tự động như thế này rồi. 2010 các nhá. Sơn này, sơn có vẻ đẹp rất là ok luôn. Một chiếc xe số tự động mà nhập khẩu thì nó sẽ được trang bị máy eco. Đây được gọi là máy eco nhá. Máy này thì nó siêu khỏe, siêu tiết kiệm và bền bỉ. Vâng thưa bác, thì với những dòng xe máy eco này là nhập khẩu nguyên chiếc từ cabo này, cabo màu vàng chanh của nó còn nguyên zin hết nhé các bác ạ. Nguyên zin hết tất cả các tem mác của nhà máy này. Đó, xe rất là ok luôn. Một chiếc xe 2010 đẹp sạch nguyên zin như thế này, các bác đi về cũng rất là ok thôi. Xe này vào máy bao zin nhá. Máy con này còn bao zin cho các bác luôn, cho nên các bác yên tâm, không phải nghĩ gọi gì. Máy eco nữa. À, vâng thưa các bác, thì xe nó rất đẹp như thế này. Anh em chị em chúng ta nếu có nhu cầu thì lên sở hữu một chiếc xe số tự động. Bên nhà em cái dòng xe số tự động như thế này là còn mấy chiếc nữa các bác ạ. Nó sẽ còn mấy chiếc nữa để chúng ta mua. Giá đâu đó sẽ từ tầm 150 triệu thôi là chúng ta đã có thể mua được một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu như thế này rồi. Mắt đèn mới đỏ còn sáng nhé. Và la răng đúc đẹp. Nói chung là một chiếc xe số sàn, số tự động mà đẹp như thế này thì các bác ạ, rất là hiếm luôn. Thì các bác nếu đang có nhu cầu nhé, có thể alo trực tiếp cho em Xuân Hùng theo số điện thoại 0789 323 799.